Vào khoảng những năm 2001 tại Mỹ, một tên sát nhân hàng loạt xuất hiện tạo nên sự chấn động khủng khiếp. Sự kiện này đã làm lực lượng cảnh sát và đặc vụ phải chao đảo. Và họ đã lên một kế hoạch hoàn hảo để bắt hắn. Cảnh sát đã cài một điệp viên đóng giả làm người yêu của hắn, cùng tên này trải qua một chuyến đi du lịch vui vẻ. Sau đó bao vây tống hắn ta vào bức tường bốn góc. Trước thế trận hoàn hảo mà cảnh sát đã lên kế hoạch, tên độc ác này chỉ đành bất lực đâm thẳng xuống vách núi. Đồng đội của nam chính cũng không may mất mạng. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn ta vẫn sống sót và nhờn như ngoài vòng pháp luật. Sau đó đã trở lại thực hiện những phi vụ kinh người. Trước sự thông minh vô hạn của tên sát nhân, nam chính sẽ đối phó như thế nào? Chúng ta hãy cùng đón xem kết quả ở cuối video nhé. Sau cái chết của người đồng đội yêu quý, nam chính đã chìm đắm trong nỗi đau mất mát dòng dã suốt 8 tháng. Ngày qua ngày chỉ biết giết thời gian bằng cách lắp ráp mô hình. Tuy nhiên một cuộc điện thoại đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của ông. Thì ra tên sát nhân đã thành công bắt cóc con gái của nghị sĩ. Sau đó gọi cho nam chính nhằm khiêu khích sự yếu kém của ông. Với sự động viên của người vợ, nam chính một lần nữa vực dậy, quyết tâm đưa tên độc ác này ra trước pháp luật. Hắn ta cũng không phải dạng vừa. Bằng nhiều thủ thuật khác nhau, hắn đã cải trang thành một giáo viên, dễ dàng đánh lừa cảnh sát đưa cô con gái nghị sĩ ra khỏi trường học. Sau đó còn tiện tay tiễn luôn một giáo viên khác vì ngáng đường. Ngay đêm đó, nam chính đã phát hiện ra một vài bằng chứng quan trọng. Ông lập tức phi tới trụ sở FBI yêu cầu được điều tra vụ án này. Ban đầu các đặc vụ rất nghi ngờ một người như nam chính. Đội trưởng mới nhận chức còn mỉa mai nam chính chỉ là một cảnh sát địa phương. Thế nhưng sau một loạt phân tích sắc bén của ông thì tất cả chỉ biết im lặng. Nghị sĩ cũng đặt hết niềm tin vào nam chính, mong rằng con gái của bà sẽ toàn vẹn tính mạng trở về. Tại đó nam chính cũng làm quen được với nữ chính, một nữ cảnh sát trẻ. Cô ta dường như không được chào đón ở đây. Hóa ra lúc trước nhiệm vụ của cô là bảo đảm sự an toàn cho con gái nghị sĩ, nhưng chỉ vì một chút bất cẩn, nữ chính đã để cho tên sát nhân tóm gọn cô bé. Tuy nhiên nam chính lại cho rằng cô có vẻ rất tiềm năng, thế nên đã xin phép đội trưởng cho nữ chính đi cùng mình. Vậy là cả hai đã vui vẻ cùng bắt tay nhau vào giải quyết vụ án. Tiếp nhận những thông tin được cung cấp từ camera an ninh, nam chính đã gấp rút đi tới hiện trường vụ án, cùng một vài đặc vụ khác điều tra chiếc máy tính của nạn nhân. May mắn họ đã phát hiện ra được vị trí nơi ở của tên sát nhân. Ngay lập tức số lượng lớn FBI đã điên cuồng phá cửa xông thẳng vào nhà hắn. Tuy nhiên tên độc ác kia đã lường trước được sự việc, thế nên hắn đã cùng con gái nghị sĩ trèo đèo vượt sóng trên biển rồi. Mặc dù không tóm được tên sát nhân, nhưng nam chính cũng đã thu hoạch được nhiều bằng chứng quan trọng. Động cơ thực sự của hắn ta không phải là tống tiền vị nghị sĩ kia. Mục đích thực sự của kẻ điên này là dùng cô bé làm mồi nhử cho cậu ấm của tổng thống, sau đó thực hiện sát hại cậu nhóc công khai, để cả thế giới biết đến sự tồn tại to lớn của hắn. Cùng lúc này hải quân cũng đã phát hiện ra chiếc thuyền tối đen ngoài biển khơi. Con gái nghị sĩ liền lóe lên một tia hy vọng cầu cứu. Tuy nhiên tên sát nhân đã tống cô bé vào một căn phòng cách âm, sau đó dễ dàng đánh lừa hải quân rằng mình đang chiêu chiêu sát chết. Ngày hôm sau cảnh sát bất ngờ phát hiện ra một xác chết đang trôi nổi giữa sông. Hóa ra cô con gái nghị sĩ đã mưu mô ném công tắc điện vào bếp ga, khiến cho nó bốc cháy rồi nhanh chóng nhảy xuống sông tẩu thoát. Chàng trai kia vì hào hiệp cứu cô bé nên đã bị tên độc ác kia tàn nhẫn bắn chết. Nam chính và nữ chính cũng đã tới hiện trường quan sát. Cảnh sát đã tìm được chiếc áo khoác nhưng không tìm được thân xác cô bé. Vì vậy họ đã nhận định tên sát nhân vẫn đang giữ cô làm con tin, sau đó triển khai một kế hoạch bí ẩn nào đó. Đêm đó chỉ thấy hai người tới tận căn biệt thự của tổng thống, sau đó ẩn thân trong một chiếc xe ô tô chờ đợi con mồi. Đúng như dự kiến, đêm đó tên sát nhân đã giả dạng con gái nghị sĩ, nhắn tin dụ dỗ cậu ấm nhà tổng thống ra ngoài bốt điện thoại công cộng. Vì vậy cậu ấm đã không ngần ngại lẻn đi lúc vệ sĩ không để ý, chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cùng lúc đó có hai anh cảnh sát đi qua xe của nam chính. Tuy nhiên tên sát nhân từ đâu bất ngờ xuất hiện bắn chết hai người họ. Sau đó giả danh thành cảnh sát ngang nhiên tiến tới gần khu biệt thự. Ngay lúc sắp tóm được con trai tổng thống, nam chính cùng đồng đội của mình đã nhanh chóng xuất hiện giải nguy. Một trận đấu súng kịch liệt xảy ra, hai đánh một không chụp cũng què. Tên sát nhân chỉ đành cắn răng bỏ miếng ăn ngon trước mắt mà tẩu thoát, thất bại trong việc tóm gọn cậu ấm kia. Kế hoạch cũng đã bại lộ. Nhận thấy cô con gái nghị sĩ đã hết giá trị lợi dụng, hắn ta đã điên cuồng vác súng lao tới phòng tiễn luôn cô bé. Thế nhưng không hiểu tại sao con tin của mình lại không cánh mà bay. Không lâu sau tên sát nhân đã gọi điện tới trụ sở FBI, yêu cầu nam chính phải cung cấp cho hắn ta 100 viên kim cương quý hiếm. Bọn họ rất ngỡ ngàng khi một tên điên lấy việc giết người làm thú vui, lại đưa ra một điều kiện như vậy. Thấy rằng có ẩn khúc đằng sau, nam chính liền ra lệnh cùng một số đặc vụ khác, dàn cảnh tóm tên độc ác kia trong lần giao dịch sắp tới. Thế nhưng sau khi thực hiện 7.749 điều kiện của hắn, bọn họ vẫn bất lực để con mồi chạy thoát ngay trước mắt. Tên này rất thông minh, hắn đã dụ nam chính phi lên một con tàu siêu tốc, sau đó lợi dụng tốc độ của nó ép nam chính ném đống kim cương xuống đường ray, rồi đứng dưới đó đắc ý cùng chiến lợi phẩm rời đi. Khi tất cả tưởng rằng tên sát nhân đã bỏ trốn ra nước ngoài, bất ngờ hắn xuất hiện trước nhà nam chính, đánh ngất nữ chính rồi dễ dàng khống chế ông. Vừa đặt mông xuống ghế, hắn đã tức giận quát mắng, cho rằng vì ông mà kế hoạch hoàn hảo, mà bản thân dày công chuẩn bị suốt bao năm trời bị hủy hoại. Nhưng lạ thay, đứng trước sự đe dọa của tên sát nhân,
Nam chính vẫn mảy may không chút sợ hãi, thì ra nữ chính chưa hoàn toàn bị ngất đi, cô chỉ giả vờ để dụ hắn ta buông lỏng cảnh giác mà thôi. Tuy nhiên tên độc ác kia như đi guốc trong bụng hai người, ngay lúc nữ chính định rút súng phản công thì hắn đã đứng sau lưng cô, không ngờ cô lại cầm con dao đâm vào đùi hắn. Điều này đã tạm thời kìm hãm được sự hung hãn của hắn. Cơ hội tốt thì không đến hai lần, nam chính vội với lấy khẩu súng trong góc, một phát tiễn luôn tên độc ác kia về với ông bà tổ tiên. Biết chuyện vợ chồng thượng nghị sĩ kia đã lập tức tìm tới nam chính, lớn tiếng trách móc ông rằng tại sao chưa cứu được con gái mình, mà lại bắn chết tên sát nhân, vậy thì giờ biết tìm con bé bằng cách gì đây? Đứng trước những lời sỉ và như vậy, nam chính chỉ biết im lặng chịu trận. Thực ra ông có thể dễ dàng khống chế tên độc ác, nhưng nếu làm vậy thì nữ chính có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Để điều đó không xảy ra, nam chính đã chắc cú ra tay kết liễu nhanh gọn hắn ta. Giờ đây mối nguy hiểm của cả nước Mỹ đã bị trừ khử. Tuy nhiên cô con gái nghị sĩ thì vẫn chưa rõ tung tích. Là một viên cảnh sát lâu năm, lương tâm không cho phép nam chính dừng lại. Ông ngày đêm truy tìm thông tin về vị trí của cô bé. Và rồi điều may mắn cũng đến, ông trời không phụ người có lòng, thì ra cô ở cận kề với mình lại là người đứng sau tất cả. Cô ta mưu mô dễ dàng đánh lừa nam chính, thậm chí còn qua mặt được tất cả FBI. Kẻ thật sự đã đe dọa FBI đòi kim cương là cậu người yêu của ả. Vì anh ta cũng là một đặc vụ, nên việc nắm rõ hành động của trụ sở là một chuyện khá đơn giản. Ngay lúc hai người đang định ân ái đêm khuya với nhau, đột nhiên nữ chính lạnh lùng rút súng, không nói một lời mà tiễn luôn người yêu mình xuống suối vàng. Hóa ra lòng tham chiếm đoạt số lượng lớn kim cương kia đã nổi lên. Thứ tình cảm giả tạo trước kia cũng chỉ đánh lừa anh ta, giúp mình hoàn thành kế hoạch làm giàu mà thôi. Biết rằng nam chính kiểu gì cũng lần mò tới được đây, ả ta đã thủ tiêu luôn cái xác, tất cả mục đích đều đã đạt được. Cô con gái của nghị sĩ đã không còn giá trị lợi dụng nữa, thế nên ả ta đã hùng hổ tới trừ khử cô bé. Nhận thấy cái chết đang cận kề, cô bé nhỏ tuổi này đã thông minh sử dụng chiếc dĩa cơm, cố gắng gỡ từng chiếc đinh để trốn thoát ra ngoài. Thế nhưng ả ta đã nhanh hơn một bước, sau một hồi dụ dỗ không thành, cô ta điên cuồng đánh đập mạnh phá cánh cửa gỗ. Tuy nhiên cô bé đã nhanh trí dùng chiếc giường đè cửa, lấy sức bật nhảy lên chọc thủng bóng đèn, che khuất đi tầm nhìn từ bên ngoài của người đàn bà độc ác. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười, cô bé kia đã kịp thời mở được lối thoát, thành công chạy ra bên ngoài. May mắn thay nam chính cũng đã kịp thời tới nơi, ông đã bí mật đưa con bé trốn vào một góc tối. Sau đó ông đã bước ra đối mặt với người phụ nữ tàn bạo, vì tiền mà thậm chí giết hại người yêu của mình. Nam chính lúc này đã thật sự giận dữ, ông kiên định hướng thẳng nòng súng về phía nữ chính. Lòng chắc ẩn từ ông đã cho cô ta thêm một cơ hội sống. Nếu biết bỏ súng quy hàng thì ông sẽ đưa cô về chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao. Nữ chính quyết tâm vùng vẫy muốn giết nam chính. Tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng vào lồng ngực cô ta. Cuối cùng nam chính cũng hoàn thành nhiệm vụ, đưa được cô con gái nghị sĩ ra ngoài. Tâm nguyện cuối đời đã hoàn thành. Ông đã trả thù được cho người đồng đội yêu quý năm xưa của mình, và lập được một chiến công lớn trước khi về hưu. Đây là một niềm vinh dự lớn lao mà bất kỳ viên cảnh sát nào cũng muốn có được. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì hãy nhanh tay ấn like và subscribe để ủng hộ Ninja Review nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.